Đường lên pháo đài cảnh rất là đẹp, đi từ chân đến lên đỉnh khoảng tầm 2 cây, đi ok luôn. Hai đây thành công này, pháo đài thành công. Đấy rồi. Sơ đồ tham quan thành công. Bạn đang đứng ở đây. Đứng ở đây đi đâu? Đi nào? Ra đây quân sự đây. Đi này. Này vòng đây, vòng đây, vòng đây. Ở trên đây có cái quán vọng này, cái vọng này cũng được đây. Kính viễn vọng này. À, hầm chữ U, nhà truyền thống. Ờ, à, đi. Đây mới là chỗ kia là sân bay thôi. Này, đường xuống trong khẩu pháo thần công đi vào rừng. Đấy mới hay. Xây từ năm bao nhiêu em? Dạ, những cái này được xây là năm 1942 ạ. 42. Đây là súng bắn đầu. Vậy đứng đây nhìn xuống này. Vâng, chào mừng cô chú ra. Ra cái đài quan sát này, chúng ta có thể ngắm được toàn bộ những cảnh bay ở phía của đảo các bà. Để chị đưa ra đi ra, xong rồi chú lấy cái cảnh ở dưới nhá. Chưa định vào ăn cái bè kia. Dạ, yeah. Đấy. Ờ, thế là thế. Ok. Đặt trái đi. Đẹp nhé. Có thể ra đi ra hướng Tây ạ, đây là con núi Vôi Phục ạ. Các cô chú có thể hình dung ra được cái cột mốc kia là cái bầu của con voi đấy ạ. Ai lùi? À, chào mừng cô chú, chúng ta về hướng Tây Nam, kia là hòn đảo Các Ông ạ. Vâng, cái chỗ bay cát trắng đấy ạ. Vâng, đi bình là về phía đảo Sông Mỹ Đông đấy ạ. Cái hòn đảo Các Ông này thì có cái diện tích nhỏ hơn các bà, nhưng mà Các Ông lại giữ vị trí quan trọng để bảo vệ các bà bên này ạ. Dạ, phần của cảng cá của khu trung tâm du lịch Cát Bà đấy ạ. Và cái đường kia là đường giao thông ra 38 số 3. Đây, đi được nửa tiếng rồi đến khẩu pháo. Trời, pháo dã man to thế. Ủa, pháo khủng bố quá nhỉ. Ồ, đây đạn đây. Cái ống kia để mà đặt. Cái như cái ống kia đó.
chỉ rồi. Nhưng mà cái ống kia này để... Đây nhá, ống kia là để đạn. Cái ống dài kia là đạn, đạn đúng không? Đi. Còn sẵn 5 người, 5 nhiệm vụ. 4 người đâu mà? 1, 2, 3, 4, 5. Đấy đấy ạ. Ở đây thì có một cái hồ nhỏ gọi là hồ Tùng Dinh ạ. Và cái đường kia là bà mẹ tắm cũng mới bảo là bà tắm cũng khô đấy ạ. Vâng, hết rồi thì đang tắm đấy ạ. Cắt cỏ một đây. Em ơi, dẫn nhanh không trời mưa mất. Để cho đoàn về thì tắm. Dạ vâng, thế thì cảm ơn cô, chúng ta sẽ chuyển đến hướng đường Hào đi ạ. Trông như nước cao thì cao, cao bột. Trông như nước cao. We came up right then. Xa xa kia chính là cái bãi tắm cát cỏ đây. Chín hàng công sự đây. Và đây làm chụp kiểu đi. Chết bỏ mẹ. Vậy đâu chắc là này thôi, chỗ kia là chỗ bẩn thỉu phải đó. Em nghĩ người ta ra rồi. Đâu, chỗ đây. Giờ này cái nó lạnh lên đến đầu mà, hay cứ đi. Đấy, chắc nhéo đấy. Giao thông Hào ngày xưa dã man thế nhỉ. Đấy thì bắn nhau phải chết sao được. Tối ai đi tham quan đấy, hâm. Tối gì đi. Kho đạn. Đây là kho đạn của toàn bộ kho đạn đây. Còn pin đâu Hoàng ơi? Thế là sao hạnh phúc. Bây giờ đến phòng hạnh phúc. Các gia đình lên đây là ngủ ở đây à? Vâng, dành riêng phòng này dành riêng cho gia đình người thân bạn bè hoặc là gọi là có chồng ở các chị đã vợ ở các chị sẽ thăm em. Phòng hạnh phúc là phòng hạnh phúc đây. Ôi đã có đi qua nhỉ, hồi đấy đã có đi qua. Tình quân dân. Đóng cửa giám sát thế. Pháo đài thì rồi. Pháo đài ông nhòm mới rồi. Đi mà có các cụ già đi cùng đây là tương lai là sẽ được đi về lâu về dài đây. Đúng không? Dân dẻo, dân cứng đá mềm. Đây là giao thông Hào của các chiến sĩ đây. Rồi ơi, cao thế nhỉ. Trên cổ đây. Hằng ơi. Còn pin nhá, còn pin chưa? Một pin nhá. Chưa. Một phát rồi. Sợ ra thông Hào. Đây là vọng cà phê rồi. Cà phê tối đây tuyệt vời quá nhé.
quá lý tưởng. Thế hàng xuống kia anh chụp cho em kìa, đứng đây chụp. Đây. Chị có thể trực tiếp vào con sao động nhỏ của chị kia. Cho chụp làm hàng. Đây là vọng để nhìn toàn bộ toàn cảnh của vịnh Lan Hạ. Kia xa xa kia là đảo Khỉ. Đấy, nơi ngày mai chúng ta sẽ tham quan như này đây. Nào. Pháo to thế. Đút đạn đi, bắn cho. Thì pháo gì? Pháo khẩu vào số 2, có nghĩa ở đây là có 2 khẩu rồi, mình được xem 2 khẩu rồi. Xuất năm 1910 Pháp nỡ nồng. Nồng. Sân bay quân trực thăng quân sự được xây trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ nhằm vận chuyển người và hàng trong các trường hợp đặc biệt khi giao thông đường biển bị tê liệt. Đây là chỗ đãi để xe rất là rộng.